Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng được phát trên kênh Tiết Dư Khay. Bản tin tối ngày hôm nay gồm những nội dung sau, mời bạn lắng nghe. Dự báo giá vàng ngày mai ngày 11 tháng 10 giữ vững đà tăng trong phiên cuối tuần. Giá vàng hôm nay ngày 10 tháng 10 đối với vàng SJC và vàng 4 số 9 tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh phiên cuối tuần. Hiện giá vàng trong nước cao nhất giao dịch ở mốc 56 triệu đồng một lượng tại tập đoàn Phú Quý. Tại thời điểm khảo sát, giá vàng SJC chiều mua vào biến động tăng giảm tại một số hệ thống kinh doanh so với giá đầu phiên sáng nay. Trong đó, giá vàng chiều bán ra tại các hệ thống kinh doanh đồng loạt tăng và mức tăng cao nhất là 500.000 đồng một lượng được ghi nhận tại tập đoàn Phú Quý. Còn chiều mua vào, trong khi các hệ thống khác cùng tăng lên khoảng 400.000 đồng một lượng thì ở hệ thống Doji, cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận và ngân hàng đều giảm từ 150.000 đồng một lượng. Hiện tại, chỉ duy nhất ngân hàng Exibank được doanh nghiệp điều chỉnh giá giảm 50.000 đồng một lượng. Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng 24K vẫn giữ đà tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại tại hầu hết các cửa hàng kinh doanh. Hiện mức tăng cao nhất có lên đến 600.000 đồng một lượng ở cả hai chiều ghi nhận tại tập đoàn Phú Quý. Cùng thời điểm, giá vàng ở hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều được doanh nghiệp điều chỉnh theo xu hướng tăng của thị trường, với mức tăng lần lượt từ 150.000 đồng đến 600.000 đồng một lượng ở chiều mua và bán. Vàng 18 carat hôm nay tiếp tục tăng vọt tới 200-250.000 đồng một lượng. Theo đó, tập đoàn Doji niêm yết giá mua vào bán ra ở khoảng 41.500.000 đồng một lượng, tương đương tăng 250.000 đồng một lượng theo chiều mua và bán. Vàng giao ngay ít biến động và đang đứng nghiêng ở mốc 1930. Dự đoán giá vàng ngày mai sẽ tiếp tục tăng quy đổi theo giá USD ngân hàng. Giá vàng thế giới tương đương 54.100.000 đồng, thấp hơn 2,37 triệu đồng một lượng so với giá vàng trong nước. Bản tin xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin tiếp theo.